Vâng, xin chào bạn, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp được công ty chúng tôi tiến hành thiết kế trên 63 tỉnh thành. Và hôm nay tôi đang có một chuyến đi về tại xã Thanh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa để tiến hành thăm lại một công trình nhà vườn mái Thái được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Phạm Lê Trường. Thế anh Phạm Lê Trường có nhờ công ty chúng tôi tiến hành thiết kế cho gia đình anh một mẫu nhà từ tháng 4 năm 2019 và công trình của gia đình anh đã hoàn thiện hoàn toàn. Và hôm nay tôi sẽ về đây để chia sẻ với các bạn một mẫu nhà thực tế đi ra từ trong bản vẽ của công ty chúng tôi, nó sẽ giống nhau và khác nhau như thế nào. Và đầu tiên trước khi đi vào để thăm lại toàn bộ công năng ở phía bên trong thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn toàn bộ những cái kích thước, những cái chi tiết mặt ngoài mà chúng tôi đã tiến hành thiết kế cho gia đình anh Phạm Lê Trường các bạn nhé. Và chúng ta đang đứng ở phía mặt bên sảnh phụ của công trình. Với công trình nhà vườn mái Thái này, chúng tôi sẽ thiết kế cho gia đình anh là hai cái hệ sảnh các bạn nhé. Thứ nhất là cái hệ sảnh phụ là ở đây và cái hệ sảnh chính nó sẽ nằm bên kia các bạn nhé. Lát nữa tôi sẽ chia sẻ với các bạn toàn thể những cái kích thước, những cái mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình anh. Thì các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ công trình của gia đình anh nổi bật bởi cái hệ mái nó chồng xếp lên nhau để tạo ra một cái hình thái về mái Thái hiện đại các bạn nhé. Và cái khu vực sảnh phụ này thì được chúng tôi bố trí thiết kế cho gia đình anh, những cái phần hệ mái được đắp vẽ những các cái phù điêu, những cái phần sảnh đón để làm sao nổi bật lên toàn bộ công trình, nổi bật về hình khối. Và thứ hai, chúng tôi sẽ phối vào đấy những cái hệ mạng màu để làm sao các cái mạng màu nó phải cân đối với nhau, nó phải phối hợp với nhau tạo ra một cái tổng thể thống nhất. Các cái mạng màu chủ đạo của gia đình anh sử dụng thì anh sử dụng chủ yếu là mạng màu trắng cho phần tường các bạn nhé, và kết hợp với đấy là các cái hạng mạng màu nâu để cài vào các cái phần thân cột và những cái đường chỉ ngang tường. Từ phần sân bước lên phần nền nhà, chúng tôi sẽ bố trí thiết kế cho gia đình anh là 5 bậc các bạn nhé. Và khi mà tôi về đây khảo sát cho toàn bộ gia đình của anh Trường thì cái nền đất này là một nền đất ao, cho nên là về cái vấn đề là tôn đất và cái vấn đề là kết cấu ở dưới thì phải đảm bảo một cách chính xác và chắc chắn nhất. Và đây là khu vực sảnh chính các bạn nhé. Thì khu vực sảnh chính này thì chúng tôi sẽ bố trí thiết kế cho gia đình anh có là đầy đủ các cái hệ cửa này, các cái chi tiết đắp vẽ đầy đủ giống như là bên khu vực sảnh phụ luôn, để làm sao công trình của anh nó phải cân đối giữa hai cái mặt sảnh các bạn nhé. Và cả cái khu vực hành lang thì anh sẽ sử dụng thêm những cái inox để là có thêm điểm nhấn. Và đây là khu vực sân trước. Thì khu vực sân trước thì gia đình anh là nó nằm ở hướng Tây cho nên nó sẽ hơi nắng về buổi chiều. Và đây thì khu vực sảnh chính này thì chúng tôi sẽ tạo ra các cái hệ mái vát chữ A, thì gia đình sẽ kết hợp vào đấy những cái chi tiết chữ thọ này, rồi những cái chi tiết được kẻ ngang tường và những cái phần là vả xi măng vào đấy để là có thêm những cái điểm nhấn các bạn nhé. Và toàn bộ cái phần mặt tiền của gia đình anh, những cái hệ cửa sổ thì gia đình anh chủ yếu là dùng bằng chất liệu là gỗ lim Nam Phi có khuôn bao. Và theo chia sẻ của gia đình thì toàn bộ công trình này của gia đình anh sẽ tiêu tốn chi phí khoảng tầm hơn 2 tỷ các bạn nhé, cho phần móng đến phần hoàn thiện và toàn bộ không gian sân vườn ở phía ngoài đây. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn toàn thể những cái công năng chi tiết mà chúng tôi đã bố trí thiết kế cho gia đình anh Trường. Thì dựa trên kích thước mặt tiền là 9m8 các bạn nhé, và chiều sâu tổng thể của công trình này là 18m. Thì diện tích sử dụng mỗi sàn của gia đình, toàn bộ công trình của gia đình anh là khoảng tầm gần 200m2 bao gồm cả phần sảnh các bạn nhé. Và bây giờ sẽ là công năng thực tế mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình anh. Thì khu vực sảnh đón này chúng tôi sẽ bố trí thiết kế cho gia đình anh một cái diện tích nó khá là lớn, và thứ hai nữa nó phải phù hợp với bán kính quay của cửa các bạn nhé. Đây, một hệ cửa bằng gỗ lim Nam Phi có khuôn bao được các bác thợ xử lý một cách rất là tinh tế và chi tiết để đảm bảo lại toàn bộ cái tính thẩm mỹ cho toàn bộ công trình của gia đình anh. Và đây là không gian phòng khách. Thì không gian phòng khách này chúng tôi sẽ thiết kế cái hệ liên thông các bạn nhé. Không gian phòng khách kết hợp với một không gian đệm ở phía sau. Và toàn bộ không gian này sẽ có diện tích là gần 50m2. Và trong không gian này thì gia đình anh sẽ sử dụng là cái hệ trần bê tông trát phẳng kết hợp với cả cái hệ phao chỉ ở phía bên trên. Thì sau này anh có thể là đóng trần gỗ cũng được các bạn nhé. Chúng tôi đã chừa cái cốt này là 4m2 thì thoải mái để sau này anh có thể hạ trần gỗ xuống. Và trong không gian này thì gia đình anh sử dụng là gạch ốp lát là 60-60 có vân nhám để đảm bảo cho tính thẩm mỹ, và thứ hai nữa là đi không bị trơn. Vâng, và trong không gian phòng khách này chúng tôi sẽ bố trí thiết kế cho gia đình anh những cái hệ cửa ở phía mặt hông đây để lấy ánh sáng và không khí tự nhiên. Thì gia đình sẽ sử dụng là chất liệu bằng cửa nhôm hệ sinh pha giả gỗ các bạn nhé, kết hợp với những cái chấn song inox 204 để đảm bảo an toàn cho toàn bộ công trình. Và ở đây trong không gian phòng khách này chúng tôi bố trí thiết kế cho gia đình anh một cái kệ ở đây. Thì sau này anh sẽ bố trí là cái kệ tivi nằm đây, và cả cái hệ lam gỗ nó sẽ đan xen ở phía đằng sau, tạo thêm một cái bức vách trang trí và tạo thêm một cái điểm nhấn thẩm mỹ trong không gian của khu vực phòng khách. Thì ở đây sau này anh sẽ bố trí thêm một cái bộ bàn ghế làm sao để phù hợp với toàn bộ không gian phòng khách này. Tiếp theo công năng mà chúng tôi bố trí cho gia đình anh sẽ là một không gian của khu vực phòng thờ các bạn nhé. Và để đảm bảo cho vấn đề là sử dụng thì gia đình anh sẽ sử dụng hết toàn bộ cái tường là tường có độ dày là 20 phân các bạn nhé. Và đây là cái cửa để kết nối vào không gian của khu vực phòng thờ. Và anh sẽ sử dụng là khuôn bao bằng gỗ lim Nam Phi các bạn nhé, có độ dày là 6 phân, được xử lý rất là tinh tế và các chất lượng gỗ đều được chọn lựa một cách kỹ càng.
Và trong không gian phòng thờ này chúng tôi sẽ bố trí thiết kế cho gia đình anh với diện tích là 10m², được bố trí một cái hệ sập thờ ở đây để phục vụ một không gian tâm linh cho gia đình. Và thứ hai là các cái bức đại tự câu đối ở hai bên. Và ở đây là một cái hệ cửa ở phía trước sảnh để là có thể lấy ánh sáng và không khí tự nhiên. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn là không gian phòng ngủ đầu tiên mà chúng tôi đã bố trí thiết kế cho gia đình anh. Thì không gian phòng ngủ đầu tiên này sẽ có diện tích là 14m² các bạn nhé. Và không gian phòng ngủ này được chúng tôi mở ra một cái hệ cửa ở phía mặt hông của công trình để lấy ánh sáng và không khí tự nhiên. Và do tính chất là ở phía mặt hông này là hướng Tây, cho nên chúng tôi sẽ lựa chọn cho gia đình anh là hệ cửa bằng chất liệu nhôm hệ sinh pha kết hợp với các cái kính trong bằng kính trong xanh để là có thể là ánh sáng khi xuyên vào thì nó sẽ dịu hơn các bạn nhé. Và trong không gian phòng ngủ này sẽ sử dụng thêm là cái hệ chấn song inox 304 ở đây để đảm bảo an toàn. Và toàn bộ không gian phòng ngủ này thì đều được chúng tôi bố trí là một cách khoa học các cái hệ giường tủ để anh có thể định hướng được sau này bố trí những vật dụng cơ bản gì ở trong phòng ngủ để có thể tối đa công năng sử dụng. Tiếp theo là không gian phòng ngủ số 2. Không gian phòng ngủ số 2 được chúng tôi bố trí thiết kế cho gia đình anh với diện tích là 14m², cũng được chúng tôi mở ra hai cái hệ cửa hai đầu giường để lấy ánh sáng và không tự nhiên, và cũng sử dụng là chất liệu là nhôm hệ sinh pha giả gỗ các bạn nhé. Và trong đây thì chúng tôi cũng bố trí đầy đủ các cái hệ giường tủ để gia đình anh có thể sử dụng một cách là tối đa công năng. Và cửa kết nối vào tất cả các cái không gian phòng ngủ của gia đình anh đều sử dụng bằng chất liệu là gỗ lim Nam Phi có khuôn bao. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn không gian phòng ngủ số 3. Thì không gian phòng ngủ số 3 là một không gian phòng ngủ khá là rộng rãi và thoải mái để làm sao phục vụ được đầy đủ cái nhu cầu sử dụng của gia đình anh. Và không gian phòng ngủ này được chúng tôi bố trí với diện tích là 20m², được bố trí cả cái hệ cửa xung quanh, hệ cửa mặt hông để kê cái đầu giường này. Và đây là cái hệ cửa phía đằng sau để lấy ánh sáng và không khí tự nhiên. Và toàn bộ các cái hệ cửa thì đều được gia đình sử dụng là bằng chất liệu là nhôm hệ sinh pha giả gỗ. Và trong cái không gian này chúng tôi đều bố trí là các cái hệ giường tủ để có thể tối đa được cái công năng sử dụng các bạn nhé. Tiếp theo là không gian phòng ngủ số 4. Thì không gian phòng ngủ số 4 được chúng tôi bố trí thiết kế với diện tích là 16m², được chúng tôi mở ra các cái hệ cửa ở phía mặt hông và phía mặt sau để lấy ánh sáng và không khí tự nhiên, kết hợp với các cái hệ giường tủ để là bố trí một cách thuận lợi và dễ dàng trong quá trình sử dụng. Và toàn bộ công trình của gia đình anh thì anh sẽ tách riêng cái phần bếp ra phía bên ngoài các bạn nhé. Phần bếp có diện tích sử dụng khoảng tầm 40m², đủ để phục vụ các cái nhu cầu sử dụng của gia đình. Vâng, và vừa rồi tôi vừa chia sẻ với các bạn một mẫu nhà vườn mái Thái theo phong cách hiện đại được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Phạm Lê Trường tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Thì nếu các bạn đang quan tâm đến mẫu nhà này hoặc quan tâm đến dịch vụ thiết kế của bên công ty cổ phần kiến trúc Kisato thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại phía bên dưới để chúng tôi có thể về tận nơi trực tiếp tư vấn khảo sát thiết kế cho gia đình mình một mẫu nhà mơ ước. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ về mẫu nhà đẹp trong chương trình lần sau.